đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 39, mặt A. Mấy ông này chỉ đi tìm y chứ đâu phải là tìm giải thoát. Đó là những cái giới luật mà cấm đi xin y, cấm kêu là xin y đó. Người nào mà đi xin như vậy đó gọi là tội xả đọa và tội ác tác. Giới 29, giới thắng ca để rời y quá 6 đêm. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở vườn Cấp Cô Đạo, các tỳ kheo hạ an cư xong, còn một tháng hậu an cư, ngày 16 tháng 7 đến rằm tháng 8 là nơi A Lan Nhã có nhiều bọn cướp giật y. Các tỳ kheo sợ đều đến nơi tỉnh xá Kỳ Hoàng. Phật dạy các tỳ kheo ở chỗ A Lan Nhã có nghi ngờ nhiều sợ trong ba y, mỗi y lưu trong nhà dân. Bây giờ lục quần tỳ kheo bèn gửi y trong nhân gian để đi du hành. Phật kêu họ quở trách rồi họp tăng kiết giới. Vì ở trong cái thời Đức Phật nó có những cái bọn cướp, nó hay lấy y phục của chư tăng lắm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật bảo họ nên mình gửi những cái y thượng của mình á cho những cái người cư sĩ họ cất dùng. Sau khi mình đi rồi thì những người cư sĩ họ tìm đến họ giao lại cho mình, hơn là mình mang đi. Thì người tu sĩ của mình thì người ta giật thì mình chịu thôi, còn người cư sĩ họ đi có thể cả đoàn họ bảo vệ được. Do đó cho nên mới gửi vậy. Do cái lợi dụng đó thì lục quần tỳ kheo họ lợi dụng cái chỗ đó, họ đi cái chỗ hạ này hạ kia, họ có nhiều y họ cũng đem họ gửi hết. Rồi do đó họ gửi để mà cho họ rất nhiều y đó. Do Phật mà biết được, Phật chế cái giới mà họ rời y quá 6 đêm đó thì bị tội xả đọa, bị tội ác tác. 30, giới đem của tăng già về mình. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, có một cư sĩ muốn cúng Phật và tăng rất nhiều đồ trai phạn và y vật. Thì kheo Bạc Năng Đà đến nhà cư sĩ ấy nói: vấn đề dân cúng chứ chúng tăng nhiều lắm, ông nên cúng thức ăn cho chúng tăng, còn y có thể cho tôi. Ông đó ông dành y là ông ham y lắm. Cư sĩ thuận theo ý. Sáng hôm sau chúng tăng đến thọ thực, cư sĩ thấy các tỳ kheo quay nghi tề chỉnh đầy đủ, liền nói lớn rằng: tại sao chúng tăng nghiêm chỉnh thế này mà tôi không được cúng y? Các tỳ kheo hỏi biết rõ vấn đề, Đức Phật vì nhân đó mới kiết giới. Bởi vì ông Năng Đà, ông Bạc Năng Đà này, ổng đã đoán trước rồi, cúng đồ ăn thôi, còn bao nhiêu y thì cúng cho tôi cất đi, chứ còn đừng có cúng cho mấy ổng. Thì do đó thì khi mà thấy tỳ kheo đến tề tụ để mà thọ thực á, người nào cũng quay nghi tề chỉnh, mà sao không có cúng y cho người ta trong cái hạ như vậy, mà ra hạ rồi mà không có y áo gì cho cúng cho người ta hết. Cho nên mới hỏi ra thì mới biết rằng ông Bạc Năng Đà ổng đã cản mũi trước rồi. Do đó Phật mới kiết giới này để cho người nào mà phạm cái giới này thì đương nhiên là phạm vào cái tội xả đọa và cái tội ác tác. Vì vậy mà cái người nào mà cản những cái sự cúng y áo như vậy là bị cái tội đó. Đến đây là 30 cái tội mà xả đọa, 30 cái giới xả đọa mà chúng ta đã học xong. Trước khi học cái giới bổn thì hôm nay thầy nhắc lại, vì có một thầy đến xin thầy ghi lại cái bản tóm tắt cho cái sự tu tập mình ở lúc cái ban đầu. Nhân cái dịp thì thầy ghi rồi, thầy cũng ghi lại ở trong lăng để cho nó không có quên. Quý thầy nhớ kỹ, người mới tu tập phải sống ba hạnh, nghĩa là mới vào tu tập ba cái hạnh: một là ăn, hai là ngủ, ba là độc cư, sống trầm lặng. Kế đến phải lập ba cái đức: một là nhẫn nhục, hai là tùy thuận, ba là bằng lòng. Hằng ngày thì quán xét thân tâm, xa lìa các ác pháp, tăng trưởng các pháp lành. Cái người mới tu thì chúng ta phải thường xuyên học thập thiện, biết thập ác, để mà chúng ta xa lìa các pháp ác mà tăng trưởng các pháp lành. Kế đến thì chúng ta hãy dứt bỏ các thói quen tật xấu tứ đổ tường, như rượu chè bài bạc hay hút sách, tất cả những cái tật xấu đó, hay là hoặc là cái tâm mà hay thích dâm dục, thì phải từ bỏ tất cả cái tật xấu đó hết thì mới có thể đi vào con đường của đạo Phật mới được. Kế đến thì tu tập các loại định: một là định sáng suốt, giữ tâm thanh thản, tâm vô sự. Đó là cái thứ nhất mà cái người mới tu thì nên tu tập cái định sáng suốt, giữ tâm thanh thản, tâm vô sự. Cái thứ hai là chánh niệm tỉnh giác định, tu tập cái định chánh niệm tỉnh thức
đó là cái thứ hai, nhưng mà phải đi kinh hành, tức là nương vào cái đi kinh hành mà tu tập. Cái thứ ba đó, chánh niệm tỉnh giác ở trên bốn tâm vô lượng, phải thực hiện ở trên cái bốn tâm vô lượng từ bi xả mà tu tập cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái bốn tâm vô lượng đó. Nghĩa là hàng ngày chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải tập tỉnh giác ở trên bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả của chúng ta. Bốn, chánh niệm tỉnh giác trong hơi thở. Quý thầy chắc biết chánh niệm tỉnh giác ở trong hơi thở như gì, tức là lấy cái hơi thở bình thường, không được thở dài thở ngắn, mà phải dùng cái hơi thở bình thường đó. Rồi cái sức tỉnh tức của chúng ta ở trên cái hơi thở, cái niệm của hơi thở. Hơi thở vô tôi biết vô, mà hơi thở ra tôi biết ra đó. Đó là cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái hơi thở. Năm, chánh niệm tỉnh giác ở trong mọi công việc làm. Chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải ý tứ ở trong công việc đó. Thường thường thì chúng ta phải nhắc cái tâm của mình ở trên cái pháp hướng, nhắc cái việc làm mình đang làm đó, để cho cái tâm nó nhớ cái việc làm đó mà nó không có quên, nó không có sanh ra vọng tưởng hay hoặc là vô ký. Sáu, chánh niệm tỉnh giác trong ăn cơm. Trong khi mà đang ăn cơm chúng ta cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác ở trong khi đang ăn cơm, chứ không phải là tỉnh giác ở trong các hành động khác. Rồi ăn cơm ngồi đó ăn, cứ lo ăn đó mà không có tỉnh giác thì sai. Hoặc là ngồi đó đi tìm món ăn ngon, món ăn dở đó thì sai. Mà phải tỉnh giác từng cái món ăn mà chúng ta bỏ từng ở trong miệng, khi nhai, khi nuốt đều là phải tỉnh giác hết. Đó là tỉnh giác ở trong khi ăn cơm. Bảy, chánh niệm tỉnh giác ở trong giấc ngủ. Chúng ta cũng phải tập tỉnh giác ở trong giấc ngủ, như vừa rồi thầy dạy, ngủ mà không mộng mị đó, đó là tỉnh giác ở trong giấc ngủ đó. Tám là chánh niệm tỉnh giác đối với các pháp. Đối với các pháp như người ta mắng, người ta chửi mình, hay hoặc là các cái pháp đến làm cho tâm chúng ta ham muốn hay lôi cuốn tâm chúng ta đi vào cái chỗ mà say mê đó, thì chúng ta phải tỉnh giác các pháp để chúng ta ngăn chặn cái tâm ham muốn của chúng ta, để chúng ta tránh được sự tham ưu đau khổ của cuộc đời, vì các pháp nó sẽ đem đến cho chúng ta nhiều sự đau khổ. Cho nên chúng ta cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác ở trên các pháp. Chính chánh niệm tỉnh giác khi tiếp chuyện, nghĩa là khi mà nói chuyện với ai á, thì chúng ta nên chánh niệm tỉnh giác khi tiếp chuyện. Người đó nói đúng nói sai chúng ta cũng phải tỉnh giác, chứ không phải là nghe người ta nói có lý rồi chấp nhận, rồi thành ra cái kiến chấp, thành ra cái tà kiến mất đi, cho nên chúng ta không còn thấy cái đúng cái sai nữa. Cho nên khi mà tiếp chuyện á, thì chúng ta cũng phải tỉnh giác ở trong khi tiếp chuyện với người khác. 10. Chánh niệm tỉnh giác khi tu tất cả các loại định, nghĩa là chúng ta tu cái gì chúng ta cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác ở trên cái hành động đang tu, chứ không phải nó tu cái đó là tôi biết cái đó thôi, thì không phải. Chúng ta phải tỉnh giác coi cái sự tu đó nó có xảy ra cái gì. Ví dụ như bây giờ mình đang dùng cái hơi thở, mình hướng để mình tịnh chỉ tầm tứ để mình nhập nhị thiền, mà bây giờ cái hơi thở đó nó sẽ đứng đó mà nó không chậm nữa, hoặc là nó không nhẹ nữa, thì mình phải tỉnh giác ở trong những cái đó để cho mình thiện xảo, mình vận dụng như thế nào, hoặc là mình hướng tâm như thế nào để cho nó đi sâu hơn, hoặc là nó phải đi ra như thế nào. Đó là chánh niệm tỉnh giác ở trong khi tu các loại pháp như định vô lậu, định sáng suốt, hoặc là cái định hiện tại an lạc trú, nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, chúng ta đều phải tỉnh giác hết. Đó là cái chánh niệm tỉnh giác định đó, là cái vấn đề rất là quan trọng mà người tu mới tu thì phải tập cái này rất nhiều. Kế đến đó, chúng ta tu tập cái định vô lậu. Cái định vô lậu thứ nhất là đặt niệm thân trước mặt, quán vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Lấy cái thân của chúng ta đặt, rồi chúng ta xem xét, quán xét từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, coi nó bất tịnh như thế nào, coi nó vô thường như thế nào, coi nó khổ như thế nào, coi nó vô ngã như thế nào, để cho nó thấu suốt, nó chứng được cái lý vô thường, khổ, không, vô ngã của nó và bất tịnh. Hai, đặt niệm thực phẩm ăn trước mặt, quán bất tịnh. Hàng ngày chúng ta vì cái ăn mà chúng ta có sự tham đắm trong đó, do đó chúng ta hãy đặt cái niệm thực phẩm trước mặt của chúng ta mà quán xét. Chừng nào mà thấu cái lý chúng ta thấy là thực phẩm bất tịnh, chúng ta không còn thích ăn nó nữa, ăn để sống như một cái liều thuốc, thì chừng đó chúng ta không có tu nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn thấy thèm, thấy muốn ăn cái ngon cái dở, thì lúc bây giờ đó chúng ta phải cần đặt niệm để mà quán triệt, để mà xả cái lậu hoặc gì cái ăn. Ba, đặt niệm sắc dục trước mắt, quán bất tịnh, quán rắn độc, quán khổ. Tức là chúng ta sẽ đặt cái niệm sắc dục trước mặt của chúng ta để chúng ta quán nó bất tịnh, quán rắn độc, quán khổ. Chừng nào nó thấm cái lý, nó làm cho cái thân của chúng ta không tràn tinh, không xuất tinh, không mộng mị nữa, thì đó là chúng ta đã đạt được cái quán vô lậu của sắc dục. Bốn, đặt niệm danh trước mặt, quán vô thường, khổ, quy hại, cột như cột dữ. Chúng ta thấy cái danh chứ coi vậy chứ nó cũng rất khó, vì nghe người ta khen là mình mừng, nghe người ta chê là mình buồn, đó là cái danh, chứ chưa nói là cái sự mà chúng ta làm ông này bà kia, hoặc là
đổ cấp bằng này cấp bằng kia, nó đều làm cho chúng ta có cái chặt neo của cái danh. Cho nên do đó mà chúng ta đặt cái niệm danh trước mặt để chúng ta quán thấy nó vô thường, nó đem đến sự khổ, nó nguy hại cho đời sống chúng ta, nó giống như là cọp dữ. Đó thì chúng ta phải đặt cái niệm đó để quán xét cho thấu suốt, để cái danh nó được thả đi, nó không được còn ở trong tâm chúng ta nữa. Năm, đặt niệm lợi trước mặt, quán vô thường, khổ, nguy hại như thuốc độc, như rắn độc. Chúng ta phải đặt cái niệm lợi như tiền bạc, châu báu ha, hoặc là nhà cửa, xe cộ, chùa chiền, tháp to, tháp lớn gì đó. Tất cả mọi cái chúng ta đặt rồi chúng ta quán xét để chúng ta thấy nó là như thuốc độc, nó có thể giết chúng ta hồi nào cũng có thể được, nó như rắn độc, nó có thể cắn chúng ta hồi nào cũng được. Sáu, đặt niệm hôn trầm thùy miên, quán tối tâm u mê, ngu muội, lười biếng, hèn nhát. Chúng ta phải đặt cái niệm hôn trầm gì, hầu hết là thầy thấy cái vấn đề mà hôn trầm thùy miên rất là khó. Phải đặt cái niệm nó rồi quán xét, rồi tu tập cái chánh niệm tỉnh thức, trong khi ngủ phải tỉnh thức, thì do đó nó mới phá được cái hôn trầm thùy miên. Chứ không khéo thì cái bệnh hôn trầm thùy miên là bệnh si này rất là nguy hiểm, nó làm chúng ta không có cái tri kiến, không có cái tri kiến giải thoát được. Bảy, đặt niệm tham trước mặt, quán khổ, nguy hiểm, tai hại, nghèo khổ, bần cùng. Cái niệm tham, cái niệm tham của chúng ta thì chúng ta đặt nó trước mặt để chúng ta quán xét, quán cái tham coi từ đâu đến, nó do đâu mà có mà làm chúng ta khổ suốt cái đời chúng ta. Rồi từ cái tham đó, nó hễ có cái này rồi nó đòi hỏi tới cái khác, nó tham tới cái khác, một đồng nó muốn 10 đồng, 10 đồng muốn 100 đồng đó, thì cái tham nó cứ từng bước nó lên, nó leo thang lên chứ nó không có dừng lại. Do đó chúng ta thấy càng tham thì càng khổ. Vì vậy mà chúng ta phải quán xét để phá cái tâm tham của chúng ta, nó trở thành vô lậu. 8, đặt niệm sân trước mặt, quán khổ, hung dữ, như cọp, như rắn độc, hại mình, hại người. Chúng ta phải đặt cái niệm sân, vì cái niệm sân nó làm chúng ta rất khổ đó. Do đó chúng ta phải quán xét cái niệm sân và dùng cái pháp hướng để đoạn dứt nó đi. Nói chung là mỗi cái niệm mà chúng ta đặt đây đều là chúng ta phải có một cái pháp hướng. Pháp hướng sau khi chúng ta quán xét xong rồi thì chúng ta kế tiếp bồi một cái lệnh truyền, tạo cho thành một cái lực để mà đoạn dứt nó, đoạn dứt những cái tâm đó. Do đó nó nhờ cái pháp hướng đó mà nó sẽ đoạn dứt nhanh chóng hơn. Quán là chúng ta thấu suốt được cái lý của nó đúng để chúng ta không còn cái tâm đó nữa. Nhưng dù sao chúng ta phải có một truyền lệnh làm chủ, thì cái pháp hướng đó nó giúp chúng ta sẽ làm chủ được. 9, đặt niệm kiêu mạn trước mặt, quán vô thường, khổ, vô ngã. Cái tâm kiêu mạn, cái tâm ngã mạn của chúng ta, thường thường là ai cũng có cái ngã, thấy mình hơn người chút là mình thấy có cái ngã rồi, nghe người ta khen của nghe khen mình là mình nở mũi rồi, đó là cái ngã. Nghe người ta chê mình buồn, đó là cái ngã của mình. Vì vậy mà tất cả những cái này chúng ta phải đặt cái niệm đó trước mặt để từng dùng cái định vô lậu mà quét sạch cái tâm kiêu mạn của chúng ta ra khỏi cái tâm của chúng ta. 10, đặt niệm nghi trước mặt, quán về cái niệm nghi đó, quán cái tâm nghi của mình đó, nó hay sanh những tội lỗi, và do đó mà đời sống của chúng ta cái nghi đó nó sẽ làm cho chúng ta đứt đầu. Ví dụ như mình nghi vị thầy mình, tôi chưa chứng, nghi vị thầy mình như thế này thế khác, mà mình không có đủ sức mà mình dò xét cái vị thầy mình coi như thế nào là người giới hạnh, giới đức, giới tuệ như thế nào, mình chưa đủ sức quán xét. Nhưng mà mình sống gần một vị thầy mình mà mình dội vàng mình nghi thì chưa đúng, mình hãy còn xem xét. Cho nên nghi không phải là nghi thầy mình không, mà nghi tất đây là cái sự tóm lược của thầy, chứ nó còn biết bao nhiêu, có thể nó từ cả trăm cái điều kiện mà chúng ta có thể chúng ta đặt cái niệm trước mặt mà chúng ta tu tập hàng ngày. Nếu chúng ta hàng ngày chúng ta thấy cái tâm của mình ở cái góc độ nào thì mình nên lấy cái độ ở cái góc độ đó, mình đặt cái niệm ra, mình tu, mình thấu triệt được cái độ đó thì nó sẽ phá được cái tâm vô lậu của mình. Và hàng ngày mình làm những công việc hoặc có những duyên sự gì đó thì mình lấy cái định chánh niệm tỉnh giác, mình đặt cái sự hành động của mình ngay cái chỗ đó mình tu tập, thì nó sẽ ngay cái đặc tướng riêng biệt của mình á, thì nó đem lại cái kết quả tốt cho cái sự tu tập của mình nhanh chóng và tỉnh táo nhất. Và đồng thời thì thầy thấy qua cái sự tu tập á, thì thầy thấy các thầy nên tập tỉnh thức ngay ở trong giấc ngủ của mình, phá cái niệm si trước tiên để chúng ta không còn có vô minh, thì cái minh nó thể hiện được, thì cái trí tuệ mà thể hiện được thì tu cái định vô lậu rất là nhanh chóng. Vì cái tri kiến giải thoát chúng ta phát hiện, chứ không phải là cái tri kiến suông. Vì cái tri kiến suông là cái tri kiến được quân học của kinh sách, của các thầy, nhờ đó mà chúng ta làm cái điểm tựa thôi. Còn trái lại, cái tri kiến giải thoát của chúng ta được phóng ra được á, thì đó là phải nhờ cái sức tỉnh thức mới có phóng ra được. Như vậy là quý thầy ghi tạm thời có 10 cái điều kiện để tu tập cái chánh niệm tỉnh giác định, và 10 cái điều kiện mà tu tập cái định vô lậu.
À, bây giờ thầy xin trả lại cuốn tập cho quý vị. À, trước khi mà học cái tiếp cái giới bổn thì thầy thấy có một cái bài kinh ở trong cái kinh Trung Bộ, cái bài kinh số 6, kinh ước nguyện. Thầy thấy cái bài kinh này nó nhắc đến mọi cái điều kiện mà chúng ta ước muốn một cái điều gì đó, thì cái cần thiết là cái điều kiện là chúng ta phải phải thành tựu, phải viên mãn được cái giới luật. Cho nên ở đây học giới luật thì chúng thầy sẽ đem cái bài kinh này ra để chứng minh cho Phật nhắc nhở các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật. Thì nhận xét thấy cái bài kinh ước nguyện của Phật, trang 79 kinh Trung Bộ tập 1 của Tạng Kinh Việt Nam, do thấy cái bài kinh đó nó nhằm chỉ để chỉ dạy cho chúng ta thấy cái giới luật nó rất là quan trọng khi trên con đường tu tập của chúng ta đối với cái sự giải thoát thân tâm và làm chủ sanh tử, thì giới luật rất là quan trọng đối với cái người tu tập. Bây giờ quý thầy sẽ nghe cái lời Phật dạy, thầy sẽ đọc lại nguyên bổn của kinh để quý thầy thấy đây là cái lời khuyên của Phật trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗ nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta vào giới thiệu về cái giới luật, thì Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta biết phải cần phải trao dồi và học tập và rèn luyện cái giới luật để mà chúng ta được ly dục ly bất thiện pháp, mà sau này mới có thể nhập được các thiền định. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện, tức là ước mong mình ước mong một cái điều gì đó, mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, đó là khi mà Đức Phật dạy, khi mà chúng ta vào tu theo đạo Phật, muốn cho các vị mà tu tập trước cũng như sau đồng một cái pháp môn, đồng phạm hạnh mà thương mến kính trọng mình thì muốn mà được như vậy thì Đức Phật khuyên: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn sống được, muốn ước nguyện được như vậy đó, thì các thầy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm tịch tịnh, ly dục ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán quán hạnh, thích sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên sống độc cư, nên thành tựu các quán hạnh, sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Nghĩa là một người tỳ kheo mà tu tập theo cái đạo giải thoát thì không nên sống ở cái chỗ ồn náo như thành thị, nơi mà có đông đúc người, mà phải tìm cái sống cái yên lặng độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó thì theo đó là cái bài kinh của Phật khuyên của chúng ta như vậy, thì chúng ta thích sống như vậy và chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy thì các vị đồng phạm hạnh chúng ta đều là kính trọng chúng ta. Còn quý vị mà sống mà nói chuyện với nhau, tiếp duyên với nhau rồi bằng cách này bằng cách khác, nói chuyện y áo, nói chuyện ăn, nói chuyện mặc, nói chuyện ngủ, nói chuyện nghỉ, nói chuyện tào lao phiếm diện á, thì chắc chắn là các vị mà người ta có phạm hạnh, người ta không có kính trọng mình đâu, người ta sẽ xem thường mình đó. Mà mình sống đúng hạnh, mình sống đúng giới luật thì người ta rất kính trọng mình. Đó là cái lời khuyên thứ nhất, đối với chúng ta muốn được các bạn, các người đồng tu phạm hạnh quý trọng mình thì mình hãy giữ gìn giới luật, thọ trì giới luật cho nghiêm chỉnh và ly dục ly ác pháp. Do cái sự ly dục ly ác pháp này chúng ta có ít thiểu dục, ít muốn, cho nên vì vậy đó mà người ta quý trọng mình. Rồi thiền định thì mình liên tục mình tu tập, không có bỏ ngày nào hết, mình tu tập thiền định vô lậu là mình quán được các hạnh, làm cho mình thể hiện ra cuộc sống, người ta thấy những cái hạnh của mình rất là tốt, và đồng thời người ta xét thấy qua cái hạnh độc cư của mình không có nói chuyện với ai hết, do đó người ta quý trọng mình. Và mình còn lại tìm cái chỗ trụ xứ vắng vẻ, đến cái chùa nào mà yên tịnh trong rừng trong núi hơn là ở những cái chùa mà ở thành phố, đó là người ta quý trọng những cái gì tu đó. Còn cái gì quý vị mà ở thành phố vui chơi hoặc thế này thế khác thì người ta không quý trọng đâu, các vị phạm hạnh người ta không quý trọng. Tiếp đến, Đức Phật đã dạy đến: này các thầy tỳ kheo, các thầy có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục,
các món ăn khất thực hàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, nghĩa là mong mình được để cho đời sống của mình không có đói khổ, không có thiếu thuốc thang khi bệnh đau, thì tỳ kheo ấy cũng phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm tịch tịnh, ly dục ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta cũng nên phải thực hiện giới luật trước tiên, kiên trì giữ gìn giới luật, mà chúng ta sẽ, khi mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy á, thì cái ước muốn của chúng ta được y phục, được các món ăn, được dược phẩm để trị bệnh, đều là ở đâu chúng ta cũng sẽ được đầy đủ ha. Nghĩa là ước muốn chúng ta sẽ được đạt được là khi chúng ta giữ gìn được giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta sống đúng như vậy thì ở đâu chúng ta cũng được đầy đủ, không có thiếu. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng những người cúng dường cho ta vật dụng, y phục, món ăn khất thực, sàn tọa, nhà ở và dược phẩm trị bệnh sẽ được quả báo tốt đẹp, sẽ được lợi ích lớn, nghĩa là mình nhận của cúng dường của người ta mọi vật để cho mình sống, mình tu hành được đầy đủ, không có thiếu, không có khổ sở trong cái sự thiếu hụt đó, thì cầu cho những người đó, ước mong cho những người mà cúng dường cho mình, họ được những cái quả báo tốt đẹp và được lợi ích lớn cho họ. Thì ước muốn của chúng ta mà muốn cho họ đạt được thì cái điều kiện đó thì chúng ta phải như thế nào? Phật dạy chúng ta phải giữ gìn, phải giữ gìn cái giới, phải thành tựu cái giới luật viên mãn, phải kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm phải được định tĩnh, ly dục ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống độc cư tại các trụ xứ tịch tịnh vắng lặng. Đó là Đức Phật dạy chúng ta muốn mà ước nguyện cho người khác cúng dường cho mình được thành tựu cái lợi ích lớn á, thì mình cũng là một cái người phải thành tựu viên mãn cái giới luật, chứ không thể nào mà thiếu cái thành tựu viên mãn giới luật mà ước nguyện cho người ta được. Đó là cái ý ở trong cái bài kinh này là như vậy. Cho nên ở đây quý thầy thấy mỗi cái mong muốn của chúng ta, cái gì mà có lợi ích đều là ở trong cái giới luật, cái hạnh của chúng ta sống cho đúng giới luật, thì chúng ta muốn làm sao cũng cho người khác đều là được mãn nguyện cái ý muốn của chúng ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước mong mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung được tâm định tĩnh, không bị hôn mê, không bị cận tử nghiệp lôi, tỉnh thức đi thoát sanh, này các thầy tỳ kheo, nếu muốn được như vậy các thầy phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó là Đức Phật cũng nhắc chúng ta làm những gì mà ước muốn cho những người thân của mình, chứ không phải là bảo mình về tụng kinh cầu siêu cầu an cho những cái linh hồn đó siêu sanh tịnh độ, mà Đức Phật bảo mình phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì cái ước muốn của mình, những người thân mà mình có chết đi mạng chung đó, thì họ cũng sẽ đạt được cái ý nguyện của họ, cũng tỉnh thức đi, không bị những cái cận tử nghiệp lôi đi, không bị những cái hôn mê trong khi bị chết, họ vẫn sáng suốt tỉnh táo hoàn toàn. Khi mà chúng ta giữ gìn giới luật thì chúng ta sẽ ước muốn cái điều đó, sẽ bà con huyết thống của chúng ta sẽ đạt được. Ví dụ như cha mẹ mình mà trong khi mình tu chưa có thành tựu, nhưng mình giữ gìn giới luật và cái lòng ước muốn của mình cha mẹ mình chết đi được tỉnh thức, không có bị mê muội, không có bị nghiệp cận tử nghiệp lôi đi thác sanh, do đó thì cái ước muốn của mình sẽ thành tựu đối với cha mẹ của mình. Nó di diệu như vậy, lời Phật nói như vậy, thì tin rằng một vị mà trì giới luật thanh tịnh chắc chắn là cái ước muốn đó sẽ thành tựu được, chứ không sai được. Thì đến đây cái phần kế nữa. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc thọ, chứ không phải lạc và bất lạc thọ nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc thọ được khởi lên, muốn được vậy thì tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Nó thì cũng là nhắc chúng ta phải thành tựu viên mãn giới luật. Cho nên ví dụ bây giờ trong cái khi tu hành chúng ta dễ bị cái lạc lắm, cái thọ lạc nó lôi chúng ta lắm, rồi cái thọ lạc, thọ bất lạc nó cũng lôi chúng ta lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rất khổ khi ăn miếng ăn đó mà chúng ta thấy nó ngon, tức là chúng ta thấy lạc rồi, mà thọ lạc nó làm chúng ta còn thèm ăn nữa. Cho nên muốn mà cho nó nhiếp phục cho nó đừng có lôi mình được, nó đừng có làm cho mình thích nữa, nó không phải là một cái chuyện dễ.
À, cho nên ở đây cái ước muốn như vậy đó, thì muốn được như vậy thì chúng ta phải cần phải viên mãn cái giới luật của Phật. Chứ không thể nào mà chúng ta không viên mãn giới luật của Phật mà ước muốn vậy được. Mà giới luật thì nó làm cho chúng ta xa lìa cái đó, xa lìa cái ham ăn ham uống đó. À, cho nên ở đây thầy nhắc quý thầy phải nhớ rằng cái lời của Phật dạy là những cái lời vàng lời ngọc, những cái lời mà chúng ta cần phải thực hiện. Bởi vì con đường giải thoát của Phật là người đi trước. Và thầy 10 năm trong thất, thầy cũng đã sống từng cái những cái giới luật của Phật rất là nghiêm chỉnh đối với mình, khắc phục với mình. Cho nên thầy biết cái này, nếu mà hôm nay thầy có được cái sức thiền định mà làm chủ được cái sống chết của mình, thầy cũng biết rằng đó chỉ có giới luật chứ không phải là cái gì khác hơn. Cho nên thầy cứ nhắc các thầy là đạo Phật ly dục ly ác pháp là quan trọng, chứ không phải ngồi mà hít thở mà quan trọng đâu. Cái thở đó là phụ mà thôi, nó là mượn cái hơi thở để đi vào nhập cái định, chứ không phải là cái chỗ hít thở, không phải chỗ ức chế tâm, mà cái chỗ ly dục ly ác pháp. Mà chỉ có giới luật của Phật mới ly dục ly ác pháp, còn hoàn toàn ngoài ra làm sao được, làm sao có pháp nào mà làm được. Cho nên ở đây mới thấy được cái quý giá của giới luật của Phật là ở chỗ này. Tiếp đến, Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm sợ hãi nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Muốn được vậy, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó, thì các thầy thấy Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải viên mãn, thành tựu viên mãn giới luật, thì chúng ta mới khắc phục được cái tâm khiếp đảm của chúng ta, sợ hãi của chúng ta. Hầu hết là chúng ta ở rừng, ở núi, những nơi mà không cơm, không gạo, chúng ta sợ đói lắm, sợ rắn độc, sợ hơi độc, sợ khí độc, đủ mọi cách có thể làm chúng ta chết người, chúng ta sợ, chúng ta khiếp đảm. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ gìn giới luật mà thanh tịnh, viên mãn được giới luật, chúng ta chẳng có sợ cái điều đó nữa. Không sợ cọp dữ mà cũng không sợ rắn độc, cũng không sợ nước độc khí thiên gì, chúng ta chẳng sợ hết. Khi mà giới luật chúng ta đã viên mãn, nó thì cái lời của Phật dạy rất là hay và rất là tuyệt. Bởi vậy giới luật là thầy, là người bảo hộ cho chúng ta tận cùng trên con đường giải thoát. Mà chúng ta cứ xa lìa giới luật, không chấp nhận giới luật, thì làm gì cái đời sống chúng ta đạt đến được cái cứu cánh giải thoát được. Đây quý thầy nghe tiếp: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta tùy theo ý muốn của ta, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng bốn cái thứ thiền một cách dễ dàng, thuộc về tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Đó là Đức Phật muốn nói bốn cái loại thiền mà chúng ta đang tu tập nương hơi thở đó, mà chúng ta quá tu tập khó khăn phải không, mà phí sức rất nhiều, nhọc nhằn rất nhiều mà chưa chứng được. Thì cái ước nguyện mà chúng ta muốn đạt được cái bốn cái thiền này á, thì cái điều kiện mà tiên quyết là chúng ta phải phải giữ gìn, phải viên mãn, phải thành tựu giới luật. Muốn được vậy, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó, thì Đức Phật nó muốn mà nhập được bốn thiền á, thì các thầy tỳ kheo cũng phải thành tựu viên mãn giới luật mới có thể dễ dàng nhập, mà không có phí sức, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Còn nếu không á thì chúng ta rất là mệt nhọc, rất là phí sức, rất là khó khăn. Đức Phật nói đúng lắm, bởi vì xét qua chúng ta chưa ly dục, cho nên chúng ta hoàn toàn ly ác pháp hoàn toàn, cho nên chúng ta tu thấy vào bốn thiền rất là khó. Này các thầy tỳ kheo, muốn nếu các thầy tỳ kheo có ước nguyện có những giải thoát, tịch tỉnh, siêu thoát, sắc giới và vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú cảnh giới ấy. Nghĩa là cái ước muốn là cái khi mà cái tâm của chúng ta luôn luôn ở trong cái cảnh mà sắc giới và vô sắc giới đó, luôn luôn nó được siêu thoát, nó được tịch tịnh ở trong những cái cảnh giới, tức là cảnh giới thiền định đó. Nói ở đây Đức Phật muốn nói rằng cái cảnh giới mà ở trong cái thân này mà chúng ta luôn luôn giữ cái tâm của chúng ta tịch tịnh, siêu thoát ra ngoài cái thân, mà không có, mặc dù chúng ta đang sống ở trong cái sắc giới và chúng ta đang sống ở trong cái vô sắc giới, khi mà chúng ta lọt vào trong cái trạng thái tưởng thì các cái thân mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta nó hoàn toàn nó ngưng nghỉ, nó không tiếp xúc nữa, giống như cái người ngủ, mà chúng ta cũng vẫn tịch tịnh siêu thoát ở trong cái cảnh giới đó. Thì như vậy là chúng ta đã vượt qua coi gọi là chúng ta ly hỷ trú xả, tức là chúng ta đã nhập được tam thiền rồi đó. Ở đây mà chúng ta mong muốn được cái điều này á, thì cái sự mong muốn đó là muốn đạt được á, thì tức là chúng ta phải giữ gìn giới luật, phải được viên mãn, chứ còn không phải là thiếu giới luật mà đạt được cái ước muốn đó đâu. Đó, thì
ở đây chúng ta cũng thấy rằng muốn được như vậy, tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Tiếp tới nữa này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử làm cho muội lược tham sân si, ta chứng được nhất lai chỉ còn trở lại một đời này nữa để đoạn trừ khổ đau. Nếu được vậy, nếu muốn được vậy thì kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Nó cũng là nhắc chúng ta, bây giờ chúng ta muốn mà muốn diệt trừ ba kiết sử, muốn ba kiết sử đầu tiên là tham sân si gì, mà muốn diệt nó thì chúng ta cũng phải giữ gìn giới luật. Chứ còn thiếu giới luật mà muốn diệt tham sân si thì chúng ta diệt không nổi đâu. Ở đây Đức Phật từ cái ước muốn này cho đến cái ước muốn khác, chúng ta thấy tham sân si là ba độc, muốn cho nó dứt đi thì chúng ta cũng phải lấy giới luật mà sống thì chúng ta sẽ dứt được nó. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta sẽ diệt trừ năm hạ phần kiết sử, ta được quá sanh chứng được niết bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn tương lai trong trạng thái này nữa, không còn trở lại trong trạng thái này nữa. Muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Đức Phật cũng nhắc chúng ta muốn mà diệt trừ năm cái hạ phần kiết sử, tức là tham sân si mạng nghi á, nó không còn có nữa đó, thì để chứng được niết bàn ở trong cái tâm trạng của chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta không còn có thai sanh nữa mà chúng ta được quá sanh, tức là chúng ta sẽ được sanh vào một cái cõi trời nào đó, cõi trời đó là hoàn toàn là quá sanh chứ không còn thai sanh nữa. Ngay tại cảnh giới ấy, dù cảnh đó là cảnh trời nào thì chúng ta cũng được tự tại hết, không còn trở lui cái trạng thái này nữa, tức là chúng ta không còn tái sanh ở trong cái thế gian này nữa. Mà muốn được vậy thì tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Cho nên nãy giờ chúng ta thấy giới luật rất là quan trọng cho con đường tu của người tu sĩ. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, một thân hiện ra một thân, ta hiện hình các loại thật cầm thú, biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang qua hư không, ta độn thổ trồi lên ngang qua mặt đất, liền như ở trong nước, ta đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng mặt trời, những vật có đại quái lực đại thần lực như vậy, thân ta có thần thông bay đến cõi phạm thiên. Muốn được vậy thì kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Dù chúng ta có muốn thần thông được như vậy thì chúng ta cũng phải giữ gìn giới luật, phải viên mãn giới luật. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu. Nếu không hiểu thì chúng ta không có giới luật gì hết mà cứ niệm chú niệm bùa để có thần thông thì có đó là không đúng của đạo Phật. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng giới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần. Nếu mình có cái sự ước muốn như vậy á, thì muốn được như vậy thầy tỳ kheo cần phải thành tựu viên mãn giới luật. Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải thành tựu viên mãn giới luật, chứ còn không có thành tựu viên mãn giới luật thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được đâu. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng giới tâm của ta, ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người, tâm có tham ta biết tâm có tham, tâm không tham ta biết tâm không tham, tâm có sân ta biết tâm có sân, tâm không sân ta biết tâm không sân, tâm có si ta biết tâm không si, tâm chuyên chú ta biết tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú ta biết tâm không chuyên chú, tâm tán loạn ta biết tâm tán loạn, tâm đại hành ta biết tâm đại hành, tâm không đại hành ta biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thường ta biết tâm chưa vô thường, tâm vô thường ta biết tâm vô thường, tâm thiền định ta biết tâm thiền định, tâm không thiền định ta biết tâm không thiền định, tâm giải thoát ta biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát ta biết tâm không giải thoát. Muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Muốn mà mình biết mọi cái tâm niệm của chúng sanh, bây giờ họ ngồi thiền họ có định hay không định thì mình phải thành tựu giới luật thì mình mới có được cái biết đó, còn nếu mà không thành tựu giới luật thì chẳng biết gì hết. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta nhớ đến các đời quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, vô lượng đời, nhiều kiếp thành kiếp hoài, muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó là chúng ta cũng nhớ, nếu mà chúng ta có cái hiểu biết nhiều đời của chúng ta, tức là lậu tận minh á, túc mạng minh á, thì nếu mà chúng ta muốn có túc mạng minh mà hiểu biết như vậy á thì chúng ta cũng phải là giữ gìn thành tựu viên mãn giới luật. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước nguyện
mong rằng ta có thiên nhãn minh, thấy sự sống chết của chúng sanh. Muốn được như vậy, tỳ kheo cũng phải thành tựu viên mãn giới luật. Tức là Đức Phật cuối cùng mà chúng ta có những cái lậu tận minh, hoặc là có nhờ cái thiên nhãn minh đi nữa, thì cũng phải là giới luật là làm hàng đầu. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện với sự diệt trừ các lậu hoặc tận gốc, ta phải có lậu tận minh, muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó, thì đến đây thì ba cái minh là xong rồi đó. Thì chúng ta ước muốn đi tu mà chúng ta không ước muốn quét sạch lậu hoặc thì làm sao giải thoát, làm sao chấm dứt luân hồi? Cho nên đó là sự ước muốn của chúng ta rồi. Mà ước muốn như vậy thì chúng ta phải lấy cái gì? Phật khuyên là chúng ta phải thành tựu và viên mãn giới luật, chứ không có cái gì khác hơn. Này các thầy tỳ kheo, muốn được vậy bây giờ ngay lúc này các thầy hãy sống, nghĩa là muốn được mà như vậy, muốn được những cái ước muốn mà Đức Phật đã nêu lên trên đó, chúng ta muốn được như vậy đó, thì ngay bây giờ lúc này các thầy hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Như vậy phàm đã nói gì, chính viên ở đây mà nói vậy, tức là cái đúng ở chỗ giới mà nhắc nhở cho quý thầy thấy được cái con đường mà tu tập theo đúng của đạo Phật là lấy giới luật mà làm đầu. Bởi vì tam vô lậu học, chúng ta thấy học giới tức là cái giới là cái pháp môn học đầu tiên, giới định tuệ, cho nên giới là phải thành tựu viên mãn, thì tất cả những cái khác định và tuệ chúng ta cũng sẽ dễ dàng mà thành tựu được. Đó thì quý thầy thấy rất rõ chứ. Cho nên ở đây thầy khi mà học giới mà nếu mà bỏ cái bài kinh này, thầy thấy quá là uổng, quá là uổng, không có thể nào mà thiếu được nó. Cho nên bây giờ chúng ta lại tiếp tục ở trên cái bài học giới. Năm, chúng ta tiếp tục với bổn. Năm kiết giới cửu thập đọa, 90 tội đọa. Nếu phạm vào một tội nào cũng bị đọa địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh ác đạo, nhận lấy cái khổ thiêu đốt. Nếu không ân cần sám hối, bèn có thể trở ngại cho thiện pháp. Đó thì chúng ta thấy rằng cái bây giờ nó tới 90 cái tội đọa. 90 cái tội đọa này mà nếu mà chúng ta không có học thì chúng ta không có biết. Và ở đây mục đích chúng ta học không có nghĩa là chúng ta chấp nhận những cái giới luật ở đây là đúng đắn của Phật đâu. Bởi vì hầu hết khi mà giảng qua những cái giới luật của Phật xong rồi, thầy thấy hầu như là cái người sau thêm nó không đúng cái giới luật của Phật, nó giảm đi, nó làm cho cái người mà chấp nhận giới đó nó có phạm những cái dục lạc của thế gian, nó có chạy theo những cái dục lạc của thế gian, như những giới y đồ chế ra để cho nó rộng rãi ra cho tỳ kheo đắm đuối ở trong những cái dục lạc, cái cám dỗ của các pháp thế gian, như y áo đồ ăn đủ, tất cả những cái này đều là do người sau mà chế ra. Cho nên ở đây chúng ta học bởi vì thầy không có cái thời gian mà có thể soạn lại những cái kinh giới này để mà cái nào là của Phật còn cái nào là của người sau là chúng ta gạt ra, vì cái giới luật của Phật là vốn giúp cho chúng ta để đạt được những cái kết quả giải thoát, chứ không phải là không phải là cái pháp luật, không phải là cái điều lệ mà bắt buộc chúng ta, trói buộc chúng ta bằng cách khô khan để rồi rộng rãi cho chúng ta hưởng từng giọt dục lạc của thế gian. Chúng ta thấy quá rõ những cái giới luật của Phật mà trong cái giới bổn này mà gọi là của Phật á, hầu như là chế đi chế lại là như là bắt đầu gắt thì không cho chúng ta thọ hưởng cái dục lạc thế gian, sau đó chế lại để cho chúng ta nhỏ từng giọt cái dục lạc thế gian để cho chúng ta thọ hưởng cái dục lạc đó. Có phải là chúng ta thấy cái giới đó nó không có ly được cái dục lạc, để rồi chúng ta lại chế ra cái giới đó nó làm chúng ta không hưởng được cái dục lạc của thế gian, rồi rộng ra một chút để chúng ta nhỏ từng giọt hưởng thôi, thôi thà hưởng cho sạch, còn không hưởng thì thôi, hưởng chi từng giọt để cho nó thèm khát thêm. Chế giới luật cái kiểu đó làm nhấp nhem cho mấy ông tu sĩ càng thèm càng khát thêm nữa chứ làm cái gì. Cho nên thì đọc giới luật thì bắt bực cái những cái người mà giết giới mà không thấy được cái pháp của Phật, làm những cái điều sai trái làm cho con đường của Phật lệch lạc đi, nghĩa là cái dục lạc của thế gian nó đem chúng ta đến cái khổ, thế mà còn nhấp nhem cho nó, cứ no không cho nó ăn no mà cứ cho ăn đói, cứ lát nắm cỏ gì cho nó đút trong miệng voi, trong cái miệng voi con voi nó đói gần chết, nó thấy mà nắm cỏ là nó phát thèm, mà lúc bây giờ cứ nhử nhử như vậy, chế giới rộng rãi mà nhử nhử như vậy có phải chết nó không?
Con voi lúc đó bây giờ nó chết đói, nó bằng cách mà kiểu đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được cái tâm lý con người. Dứt là dứt, mà không dứt thì thôi, chứ đừng có nhấp nhem đó. Cái thứ đó là cái thứ khổ sở cho người khác nữa. Cho nên hầu hết là cái người phạm giới là vì bị nhấp nhem những cái đó mà phạm giới, rồi lén làm tầm bậy. Cho nên có người thì tới 70-80 tuổi rồi mà tu hành 70-80 tuổi rồi, thọ đến cái tuổi đạo là 6-7-4-50 tuổi đạo, thế mà còn cổng một bà vợ, thì thử hỏi coi có phải bị nhấp nhem không. Đó là những cái sai của giới luật để làm cho người ta không có giữ trọn được cái phạm hạnh của người ta. Cho nên thầy không có cái dịp rảnh rang mà soạn lại cái giới bổn để làm cho nó đúng cái con đường, để khép cái mình của tu sĩ vào cái khuôn khổ, để đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn ly dục ly ác pháp. Còn đằng này đọc giới luật gì thầy thấy thiệt mà, bài đặt đủ cách đủ kiểu. Có một ông tỳ kheo mà xách tới xách lui con ông đó, không lẽ ông phạm lần ông quản hồn quản vía rồi bây giờ cũng còn phạm hoài à. Thầy thấy cái đó là cái đặc biệt, cái đó là đặt ra cái điều kiện đó, nói cái ông đó như vậy. Nếu mà một lần phạm thì đã tấm cổ ông ra khỏi tu viện, còn đâu phạm nữa. Lột chiếc áo ông ra ông thành cư sĩ còn đâu phạm nữa. Mà để ông đó cứ chí giới chí đi chí lại hoài, từ cái phạm giới này cho đến phạm giới khác cũng có một ông, cũng có mấy ông thôi chứ không có nhiều. Thì mấy ông mà phạm giới vậy tống nó ra hết rồi còn đâu nữa mà phạm nữa mà chế. Đó là những cái sai của giới bổn. Bây giờ chúng ta học giới thứ nhất, giới cố nói dối. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa khi Phật ở nước Thích Xí Sầu Ca Di La về trong vườn Ni Câu Loại, có tỳ kheo dòng họ Thích tên là Tượng Lực, có tài nghề đàm luận. Mỗi khi cùng với ngoại đạo phạm chí nghị luận, nếu bị đuối lý liền nói nghịch lại, phản lại với lời nói trước của mình. Trong chúng tăng khi hỏi đến cũng nói ngược lại như vậy. Trong chúng biết mà vẫn không nói, vẫn nói không thật, phạm chí chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới. Cái thật sự ra thầy thấy cái chuyện này cũng chỉ là chuyện bịa đặt mà thôi. Một cái người mà đã tu hành phạm hạnh thì đâu có cái chuyện mà Đức Phật đã cấm không có tranh luận với người khác. Thế mà ở trong cái tu viện của mình vậy mà ngoại đạo vô đó để cho vị tỳ kheo ngồi mà tranh luận với họ, tranh luận rồi đuối lý. Phật pháp có cái chỗ nào đuối lý không? Từ khi mà thầy xét cái kinh điển của Phật, không có một cái ngoại đạo nào mà có thể đem mà đến mà thật vấn được Phật hết. Cái gì mà nói không đúng là Đức Phật từ chối không nói. Cái đó là nói hoài cái vấn đề rồi. Mà nói trong cái vấn đề đúng là đem lại cái sự giải thoát cho